thật sự là như là Phương Anh cũng đã chia sẻ rồi, là bản thân Phương Anh cũng không đặt kỳ vọng quá lớn, thật sự là như vậy. Cho nên là khi mà kết quả có như thế nào thì Phương Anh cũng không có cái cảm giác là bị thất vọng gì đâu. Tuy nhiên mình không kỳ vọng nhưng không có nghĩa là mình không hy vọng. Anh cũng có hy vọng, bởi vì là tự cảm thấy là trong suốt những năm qua anh cũng đã rất là cố gắng, rất là nỗ lực và có những cái cống hiến, những cái lăn xả cho truyền hình, cho khán giả cũng nói chung là có cả công lao, có cả khổ lao. Đây là phải nói rất là công tâm là như vậy. Chính vì thế mà Phương Anh cũng có những cái sự hy vọng là mình sẽ được ghi nhận, được ghi nhận một cách công tâm. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà may mắn có thể nói là may mắn không đến với anh, thì anh có một chút cái cảm giác có hụt hẫng, thật sự là thật tâm là như vậy. Hụt hẫng là bởi vì là cũng không phải là hoàn toàn cho Phương Anh đâu, mà là Phương Anh cảm thấy hụt hẫng khi mà phụ lại cái sự kỳ vọng rất là lớn của khán giả cũng như là của mọi người dành cho anh. Anh cảm nhận được điều đó, thế cho nên là cái cảm giác có ít nhiều hụt hẫng. Thì Phương Anh không dám nói trước điều gì cả, nhưng mà rõ ràng là cũng có cái định hướng cho mình rồi. Phương Anh không phải là muốn giấu gì khán giả đâu, nhưng mà muốn là mình, khi mà mình trở lại, khi mà mình muốn rẽ ra một cái hướng nào đó khác hoặc là có một cái gì đó khác thì phải muốn chắc chắn về nó. Nhưng mà bây giờ nó đang nằm trong một cái khoảng thời gian dự định, và mình phải có một khoảng thời gian để mình set up này, để mình chuẩn bị này, để mình rèn luyện này, thậm chí mình rèn luyện, mình hoàn thiện rất là nhiều, thì nó phải có một khoảng thời gian. Cái khoảng thời gian này vừa là khoảng thời gian để Phương Anh lắng lại, Phương Anh cảm nhận, Phương Anh lắng nghe bản thân, và Phương Anh rèn luyện để khi mà Phương Anh có trở lại với khán giả, dù ở bất cứ cương vị nào, thì chắc chắn là cũng sẽ tự tin để mang lại cho khán giả những cái mà anh nghĩ là những cái sản phẩm chất lượng nhất. Thật sự chính anh cảm nhận được hết, anh cảm nhận hết tất cả những cái tình cảm mà mọi người vẫn dành cho anh, những khán giả thật sự thấu hiểu, không chỉ thấu hiểu cái nỗi khó khăn, cái nỗi vất vả, cái nỗi khổ luôn của nghệ sĩ, của những người làm nghệ thuật như anh, họ thấu hiểu được, cho nên là họ rất đồng cảm, họ rất chia sẻ và họ luôn luôn ủng hộ. Thật sự là nó là một cái tình cảm nó vô giá luôn á, và chính những cái tình cảm đó nó là cái động lực rất lớn để cho anh sống. Đầu tiên là lăn xả hết mình về nghệ thuật, về những bộ phim của mình. Thứ hai nữa là cái trách nhiệm, mình không thể nào sai lệch đi được, kể cả về trong cách làm việc, thậm chí cả lối sống. Không bao giờ được phép luôn luôn tự răn mình, vì con người lắm lúc không thể kiểm soát được thì rất dễ bị sa ngã. Nhưng luôn luôn lấy những cái tình cảm đó, những sự kỳ vọng và cái sự yêu mến cũng như sự ủng hộ của khán giả để thật sự chuẩn chỉ, để không cố gắng, để không bao giờ bị dính bất cứ một scandal nào hay là một cái gì đó mang tính chất tiêu cực để ảnh hưởng cũng như là phụ lại cái tình cảm cao quý đó, tốt đẹp đó của khán giả, của những người yêu quý anh. Thì đó là anh nghĩ rằng là nó vừa là một cái thứ mọi người dành cho mình, nó là cái món quà, và mình đương nhiên anh cũng sẽ đáp lại cho mọi người cái quy chuẩn đó để không phụ lại. Thì anh nghĩ rằng là nó là một cái sự tương sinh, và cả khán giả cũng trân trọng, và những người yêu quý anh cũng trân trọng điều đó, và ngược lại anh cũng rất là trân trọng. Thật ra thì điều này là điều không ai mong muốn cả, nhưng mà nó như là một cái duyên ấy. Duyên đến thì mình nhận, mà duyên đi, hết duyên thì mình cũng đi để cho nó nhẹ nhàng thôi. Quan trọng là mình đối diện với nó như thế nào và mình bước tiếp ra sao. Và đối với chị thì mọi thứ nó là cái duyên ấy. Duyên đến thì mình đón nhận tích cực, và duyên đi mình cũng đối diện tích cực. Thế cho nên là thấy rất là bình thường. Bản chất là tính của anh thì cái kiểu bình thường trong công việc còn đang bị cảm xúc chi rất là chi phối, đúng chi là tình yêu. Thế cho nên là mà anh thì luôn luôn nghĩ rằng thời điểm đấy, từ trước đấy đến tận bây giờ, vẫn luôn luôn nghĩ là mình chưa có ý định sẽ lấy chồng, chưa có ý định lập gia đình. Bởi vì nếu như yêu ai mà chốt là có gia đình, chốt để lấy cơ, thì mình chia sẻ đôi khi nó còn cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà mình chưa chắc chắn là mình sẽ lấy chồng, chưa chắc chắn là sẽ an phận, ổn định, thì cũng không muốn chia sẻ. Đó, thì gần đây vừa rồi thì mới quyết định chia sẻ người bạn trai vừa rồi đó. Thì đến cuối cùng đấy, duyên nó cũng đi rồi, và anh thì thấy vẫn rất là bình thường, vui vẻ. Trong lúc yêu thì yêu hoàn toàn bằng cảm xúc, nhưng khi dừng lại thì hoàn toàn bằng lý trí, chắc chắn luôn. Khi mà anh đã chia tay thì để mà nói mà anh bị lụy rồi các
thứ thì xong rồi cứ phải kiểu dạy tự mình làm khổ mình khổ người thì nó không có đâu. Khi mà đã xác định là chia tay nhá, sẽ hoàn toàn dùng bằng lý trí để không bao giờ làm ảnh hưởng đến người ta và ảnh hưởng đến chính mình. Còn trong lúc yêu ấy thì hoàn toàn một cảm xúc luôn, yêu đến nỗi mà đấy, nhưng mà người vẫn hay nói yêu đến nỗi đập đầu vào tường luôn, mà yêu lúc nào cũng như là chưa bao giờ được yêu ấy, yêu mối tình nào cũng như mối tình đầu đó, và hoàn toàn một cảm xúc mà. Và khi đã là cảm xúc thì lúc nào nó cũng mới nó cứ mỗi một giai đoạn, mỗi một thời điểm của mình nó lại khác nhau, thì mình đến cảm xúc đến lúc đấy là mình lại như mới luôn. Nhưng mà khi mà đã hết duyên, đã xác định là dừng lại rõ, rất là rõ ràng, thì Oanh cũng là người phân định rất là rõ ràng. Ta hỏi là tiền bạc phân minh, tình ái phải rõ ràng hay là sòng phẳng gì gì đấy, câu gì đấy. Thì khi mà đã xác định là chia tay rồi nhá, thì dùng hoàn toàn một lý trí luôn, rất là rõ ràng với nhau rồi, thì cố gắng không để ảnh hưởng đến nhau. Đây nhá, nếu như là những người yêu mến Oanh, cũng Oanh hiểu đơn giản là ví dụ như người thân yêu của mình, những người yêu mến mình đang rất yêu mình, thế nhưng mà mình đi xa đâu, đi xa nhà, đi xa một thời gian, thì khi mình trở lại, nó là một cái tình cảm vỡ òa của cái người mà lâu lâu không nhìn thấy mình, không gặp mình. Người ta sẽ đón nhận một cái tâm thái mong chờ và bao dung. Thì Oanh nghĩ là nếu với những khán giả yêu quý Oanh, yêu mến Oanh, ủng hộ Oanh trong suốt những năm qua, thì cái sự lắng đi của mình nó sẽ làm gây một sự nỗi nhớ và nỗi mong chờ. Tuy nhiên thì Oanh sẽ không, đấy là về phim ảnh thôi nhá, về phim truyền hình thì Oanh đang nói về mảng phim trước. Thì khi mà Oanh trở lại thì chắc chắn về phía Oanh, nếu Oanh có trở lại nhá, thì Oanh sẽ có những cái thứ gì đó nó phải thật sự xuất sắc, nó phải có một cái gì đó ít nhiều mà Oanh tự cảm thấy nó là ấn tượng thật sự. Còn với khán giả, từ khi Oanh trở lại với họ thì có lẽ họ cũng sẽ thỏa cái nỗi mong nhớ, họ sẽ thấy yêu thương Oanh hơn, họ sẽ bao dung Oanh hơn. Còn với những người mà họ không thích Oanh thời điểm này, tụi anh nói là cả những người không yêu thích mình, không ủng hộ mình, thì sau bẵng đi một thời gian, có lẽ họ có thể là không thích Oanh ở thời điểm này thôi, nhưng Oanh của mấy năm về sau có lẽ sẽ khác. Thì khi sự trở lại của Oanh nó như một người hoàn toàn mới, như kiểu một người cũ nhưng mà xuất hiện ở một cương vị mới, thì có lẽ là mọi người cũng sẽ có cái nhìn nó mềm mại hơn, nó công bằng với Oanh hơn. Thế cho nên đó là lý do mà Oanh muốn dừng lại.